Đây anh xong quả này cả nha. Quá trời to không? Ít nó nổi. Thôi thôi anh em mình đi tiếp cái nha, bỏ vô hũ rồi anh em mình đi tiếp. Đầy hũ luôn á. Trời ơi cái hũ không vừa luôn nè. Chào cả nhà, nên anh em mình mới đi phát hiện được ổ con dùi cả nhà. Ngày mới mới bắt được ổ con dùi hết nó nổi cả nhà. Hú nù luôn. Chà bá luôn. Rồi giờ vô lấy thôi. Tài cầm hết luôn rồi. Thôi trời to. Dày quá trời, ba cái dây kìa. Dây này dây kia quá trời luôn. Thôi cầm to không, không nổ luôn rồi, dung tay luôn rồi, quá trời to không, khủng luôn. Trời ơi nhìn to không đã chứ. Trời ơi còn mật cầm hết còn mật luôn. Đây anh xong quả này cả nha. Quá trời to không, ít nó nổi. Thôi thôi anh em mình đi tiếp cái nha, bỏ vô hũ rồi anh em mình đi tiếp. Đầy hũ luôn á. Trời ơi cái hũ không vừa luôn nè. Trời ơi to không? Lâu đời lắm rồi. Rồi, giờ mình bỏ vô đi thôi. Nha, để mình đi kiếm tiếp cái nha. Mình lại kiếm được con ổ ong dừng nữa nha. Cái tôm này hổm anh em mình lấy một lần rồi. Bây giờ này bữa mình lấy được 1 lít rưỡi, 2 lít à. Một lít mấy à? Một lít rưỡi. Một lít rưỡi. Này một cục mực nữa cả nhà. Giờ mình làm đuốc. Đây. Tôm này hổm anh em mình lấy một lít rưỡi nè. Bây giờ quay lại mình lấy. Anh em mình đi sáng ngày bắt được một ổ à. Mà cái ổ đó cậu từ bắt từ sáng giờ đi kiếm quần từ sáng giờ không có nữa, bây giờ mình dòng về bến cũ mình bắt tổ ông nữa. Cái tổ này hôm nay mình lấy cũng lâu dữ rồi, bây giờ mình dòng lấy trên đó cũng mà cũng thấy cũng lớn lắm. Giờ mình leo lên lấy thôi. Quay hả? em ước cái tổ lấy được nhiêu vậy? Tối nay tệ nào bữa nay phải lấy 1 lít rưỡi nữa. Ước hả? Thiệt luôn chứ ước gì. Đó là thực tế mà. Giờ làm đuốc lên lấy thôi. Tới giờ mình leo lên lấy tổ ong này nữa. Cây này cao lớn quá. Tôm của mình trên đó rồi. Oh.
Đây to không, mình lấy đây. Đây bữa hổm mình lấy to không nè. Đây hổm mình lấy nó to không đây. Bây giờ nó đóng lại cùng mặt nè. Nó đóng cái kèo ra tới đây luôn. Mà đóng kèo ghê vậy. Mà áo nữa luôn. Mà lấy nó nhìn xuống ơi. Ké không? Giờ tối nay mình nuôi lại chừng 10-15 ngày nữa mình qua đây mình lấy tiếp. Đây, người vợ của mình đây. Miếng mật. Ké nhiều. Và thấy lấy giờ thấy nản luôn rồi. Không bự quá, không nuôi lâu quá mà. Nuôi khoảng lâu dữ rồi. Còn cục kia bỏ luôn hả? Ừ, cái đó để nó hút làm mật lên. Không có cái cục này, chắc hai cục luôn mà. Ừ. Mình để lên đây. Bỏ tép hình giờ mình đi tiếp thôi. Bỏ tép đi, bỏ thêm bánh nữa đi. Đây hình quả anh em mình sáng này mình đi. Mình dắt ra được một chai này, một chai này nữa. Này ông dừng. Rồi mình vô mình nghỉ ngơi thôi. Mai mình đi nữa. Kiếm đủ sao hồi vậy cả nhà, ra nắng quá. Cài không nổi như lúc trước nữa. Anh em về nghỉ. Sớm bữa. Ông vừa nguyên chất nha. Này ông vừa nguyên chất. Đó rồi, nãy tối ông chai mật ghê vậy. Miếng nó đầy luôn rồi. Còn mấy nhỏ gì ăn không hết luôn nha. Không nổi luôn. Cái kèo ăn không nổi luôn. Ăn mà ông này ăn tốt lắm phải không?